Dinh thự họ Vương tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang được công nhận là di tích văn hóa nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1993. Sau 30 năm quản lý và mở cửa đón khách du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang mới đây đã chính thức bàn giao dinh thự cho con cháu họ Vương tiếp quản. Đây là cách làm mới trong bảo tồn di sản để di sản có một đời sống mới. Đây là buổi lễ kỷ niệm 120 năm khánh thành nhà Vương do chính con cháu đời thứ tư và thứ năm của dòng họ này tổ chức trước sự chứng kiến của khách tham quan. Khi tòa dinh thự trả về cho chính chủ của nó, chúng tôi mừng lắm, vui lắm chứ. Nhà của mình được trả về cho mình. Và khi trở về, chúng tôi nghĩ rằng mừng quá và ta phải phát huy như thế nào lên để phục vụ cho cái việc là trùng tu và phát huy giá trị của di tích này. Nhà báo Vũ Thành Công, người từng có nhiều năm tìm hiểu, viết bài về di tích nhà Vương cho rằng, việc tiếp quản di tích sẽ giúp khôi phục lại nếp sống, nét văn hóa vốn có trước đây của tòa dinh thự, đồng thời giúp du khách tham quan có thêm nhiều trải nghiệm thú vị, góp phần dần xóa bỏ tư duy, bảo tàng hóa các di tích di sản hiện nay. Mỗi một cái di tích mà muốn nó phát huy được giá trị thì tốt nhất phải để cho nó sống. Muốn cho cái di tích nó sống được thì phải để cho những cái chủ sở hữu di tích và cái di tích nó sống cùng với nhau. Nó cùng tồn tại, cùng song song. Để tiếp quản công tác quản lý di tích, từ đầu năm nay, ông Vương Duy Bảo đã cùng gia tộc thành lập hợp tác xã du lịch nhà Vương. Kể từ đây, mỗi thành viên trở thành người quảng bá và gìn giữ di sản mà tổ tiên để lại. Cổng chính và tiền dinh đã xuống cấp rất nhiều. Cái đó cần phải trùng tu lại ngay, không nó xuống cấp nhìn thấy rồi. Và những cái hình vẽ nó tính chất nghệ thuật mà có ý nghĩa như con rồng con phượng ấy, nó không chuẩn, bởi vì trước đây có những người trùng tu làm thiếu ý thức trách nhiệm, vẽ nó sai. Đấy là những việc bề nổi chúng tôi cần phải làm, và bề sâu nữa là dần dần là phải khôi phục lại các hiện vật trong này. Với di tích nhà Vương, câu chuyện bảo tồn di sản tư nhân càng cho thấy khi người dân được hưởng lợi từ di tích, họ sẵn sàng chung tay với nhà nước để cùng gìn giữ và phát huy giá trị di sản.